Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc chiếc túi hình quả dứa như thế này. Chiếc túi rất là nhỏ xinh cho các bé từ 1 đến 3 tuổi. Các bạn cùng xem video hướng dẫn của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu móc từ phần đáy. Phần này mình sẽ sử dụng sợi len màu vàng. Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó móc lên 3 mũi bính và móc vào vòng tròn này 10 mũi kép. Và cuối hàng thì chúng ta sẽ kết lại bằng một mũi dời. Hàng số 2 mình lên 2 mũi bính. Sau đó mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Một mũi hạt bắp tức là sẽ gồm có 3 mũi nữa kép. Và kéo qua một lần đấy. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi bính và mình sẽ lặp lại cái cụm là một mũi hạt bắp và một mũi bính này tất cả là 10 lần. Tiếp theo mình sẽ móc hàng số 3. Hàng số 3 và hàng số 4 thì chúng ta sẽ móc giống nhau. Đầu tiên là mình sẽ móc một mũi dời để dời cái vị trí móc vào phía trong. Sau đó mình sẽ móc lên 2 mũi bính tại vị trí một mũi bính ở phía trước. Ở hàng dưới mình sẽ móc vào đây là một mũi hạt bắp. Tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi bính và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm một mũi hạt bắp, 2 mũi bính này tất cả là 10 lần. Năm đầu hàng mình cũng sẽ móc một mũi dời để dời vào vị trí phía trong. Tiếp theo mình sẽ lên 2 mũi bính. Hàng này mình sẽ tăng lên 2 cụm mũi bắp nữa. Tức là hai hàng trước chúng ta sẽ có 10 cụm thì hàng này mình sẽ tăng lên 12 cụm. Chúng ta sẽ móc là 4 mũi như bình thường và mũi thứ năm thì chúng ta sẽ tăng thêm vào đó một cụm nữa.
Hàng số 6 và hàng số 7 thì mình sẽ móc giống y như hàng số 5. Hàng số 8 mình sẽ móc một mũi dời vào phía trong. Sau đó móc lên hai mũi bính. Chúng ta sẽ móc tương tự như hàng số 7, tuy nhiên chúng ta sẽ sau khi móc xong mũi hạt bắp mình sẽ không móc hai mũi bính mà sẽ móc một mũi bính thôi. Chúng ta sẽ có 12 cùng là một mũi hạt bắp, một mũi bính như thế. Hàng số 9 thì mình sẽ móc tương tự hàng số 8. Từ hàng số 10 mình sẽ chuyển sang móc màu xanh. Hàng số 10 và hàng số 11 mình sẽ lên một mũi bính. Tại mỗi trên mũi mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có tất cả là 24 mũi móc đơn. Tiếp theo là mình sẽ móc hàng số 12. Hàng số 12 thì mình sẽ móc cái phần lá phía trên, phần lá dưới phía trên của chiếc túi. Mình sẽ chia 24 mũi này, 24 mũi hàng dưới thành 8 cụm. Và mỗi cụm chúng ta sẽ móc như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lên 4 mũi bính. Tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép đôi vào trên bên cạnh. Sau đó chúng ta sẽ lên 3 mũi bính và móc xong một mũi dời. Đây là mũi bông dâu đấy. Và sau đó chúng ta sẽ móc tiếp là 4 mũi bính và kết xuống cái chân mũi thứ 3 một mũi dời. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cái cụm lá giữa đầu tiên. Và cái cụm tiếp theo chúng ta sẽ móc tương tự như thế.
sau khi móc xong phần lá dứa thì mình sẽ chuyển sang móc phần phần dây túi này thì độ dài tùy theo chiều cao của bé nên các bạn cứ tùy ý móc, mình chỉ sử dụng mũi bín để móc phần dây thôi. Phần còn lại mình sẽ tiếp tục móc một sợi dây để làm phần thắt ngang của cái phần túi. Chúng ta sẽ luồn qua hàng số 10. Phần sợi dây này thì có thể có hoặc không cũng được. Các bạn có thể móc dài và thắt nơ như mình, hoặc là móc tùy ý các bạn, và không móc cũng không sao. Mình đã hoàn thành xong chiếc túi quả dứa của mình. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.